Cách đây khoảng tầm một tuần, mình đã từng cảnh báo các bạn về một tựa game. Ở trong tựa game đó, các bạn đừng bao giờ đụng vào bất kỳ một thứ gì. Và ngày hôm nay, khi mình xem ở trên cửa hàng của Google Play, thì chễm chệ ở vị trí top 2, Die Again Chôn Việt Nam, với cái quả hình logo của game rất giống với cái trò mà mình đã chơi ở tuần trước, là trò Level Devil. Thì theo mình thì có vẻ như đây là một trò nó đang ăn theo cái trò gốc là Level Devil. Mình đã đoán như vậy. Thường thì dân Việt Nam hay bắt trend nhanh lắm, thấy game hot một cái là làm ngay một game gần giống y chang. Đây là trò chơi chôn game, sợ chết thì đừng chơi. Bạn không thể vượt qua tất cả 120 level. Hỏi chấm. Vâng, ở tuần trước hình như là đâu đấy là tầm khoảng tầm 70 mấy cấp độ thôi. Đây có đến 120. Và các bạn nhìn này, giao diện rất là giống cái trò Level Devil bữa trước đúng không? Đấy. Nhưng mà đây là game của người Việt nên là mình sẽ cài thử và chơi xem liệu mình có bị chôn Việt Nam ở cái trò này hay không. Đã cài xong và chơi thôi. Die Again. Chết thêm lần nữa. Ok. Nếu mà bạn sẽ không thể chết nếu bạn đã chết trong lòng sẵn rồi. Đấy gọi là một cái lợi thế, sức mạnh nội tại của game thủ đó các bạn. Thế nào? Mình bây giờ, mình không phải là một thằng da đen như ở cái Level Devil nữa, mà là mình là một thằng xã ướp. Vâng, kể ra thì vị trí trong xã hội cũng không khác biệt gì nhau lắm đúng không? Game này tải hơi lâu. Die Again, xã ướp đi tìm lại cái quan tài của xã ướp Ai Cập. Được. Rồi, để mình tắt cái nhạc đi cái nào để cho em edit còn có việc làm nhá. Rồi. Và bây giờ mình có đi trái đi phải nhưng mình không có nhảy các bạn ạ. Mình phải bấm vào đây để nhảy. Ok, thế vậy là trò này là mình phải cài nút rồi. Phải cài nút mới chơi được nha. Ok, nút đã cài xong và mình thấy cũng khá là ổn áp đấy. Rồi, để xem nào. Mình sẽ phải đi vào gặp thằng cái xe ướp này. Nhưng mà mình đã quen rồi. Đã quá quen với chuyện là what the fuck. Ủa, mình nhớ luôn á là level 1 là có cái đoạn đó luôn á. Ê, tức ghê, từ từ. Phải bật nhạc lên à? Nhờ? Phải bật nhạc mới nghe được hiệu ứng âm thanh. Đó. Ok, có hiệu ứng âm thanh các bạn ạ. Nhưng mà thôi được rồi, mình sẽ tắt nhạc để cho em biết phải làm việc của em ý. Bàn số 2. Bàn này là mình sẽ lấy kinh nghiệm mình đã chơi Level Devil để chơi cái game này. Đó. Chắc chắn là đoạn này sẽ có cái đoạn thụt xuống. Đó. Từ biết ngay mà. Sao game mới nó phải có những cái mới, nó mà y chang cái Level Devil thì nó lại dễ quá. Đúng rồi. Nào. Ok. Rồi, nhìn đến đây này. Easy. Rồi. Bàn thứ ba, từ từ. Cái này thì đúng là có nhảy ở trên đây dứ trước cũng không thể nào biết được là nó sẽ dụng ở đấy đúng không? Không thể biết được. Phải chơi mới biết được. Mẹ nó ác. Ui. Ôi. Ok, xong bài số 3. Bài số 4. Vài đạn về trừ một mạng. Mình cứ tưởng là game này chỉ có 3 mạng thôi. Không, game này có số mạng nhưng mà chả để làm thích sự gì hết. Ra vẻ vậy thôi. Là phải chủ động nhảy xuống. Đáng nghị. Chết tôi rồi. Thề luôn là kẹt này. Biết ngay mà. Trời ơi, nó trời ác thế. Cay. Như vậy là bây giờ mình phải nhảy chuẩn luôn. Đến đây luôn. Chắc hết rồi nhỉ. Ok, qua bàn 4. Quyền kiếm. Những cái thứ chúng ta đang chơi này chỉ là bonus thôi. Còn cái bàn chính chúng ta phải vượt qua là những cái bàn quảng cáo nhá. Rồi, cái này đúng không? Ok. Thôi bây giờ nhảy luôn đi. Ơi, hình như bàn này có rồi hay sao á? Bàn này hình như mình nhớ là mình có ở trong Level Devil thì sao á? Mình lại back around. Bàn 6. Cái game nó biết là mình sẽ chạy nhanh nên là thành ra là nó mới chơi kiểu đó. Nó cấu thật chứ. Ôi.
rồi. Rồi rồi rồi. Whee! Ok. Yes sir. À, có thích trò này nữa không? Một sao. À, bắt đầu có một chút trông gai cho cuộc đời rồi. Từ 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 từ. Đấy. Tao biết cái bài của mày rồi nhá. Tao chơi quá quen rồi. Cái trò đã từ 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 từ. Nào. Nói là phải nói ra là gai nó phải từ từ. Nó mọc lên từ từ. Ở phía xa chứ không phải là ở đó. Mẹ nó là có nghĩa là mình phải chạy một mạch luôn. Ui 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 ui. Nhảy lên. Ok. Rồi, sao bà số 7. Quay trở lại với trò chơi sau một tiếng mình tắt wifi đi. Ôi 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 ôi. Và bây giờ đến là bài số 8. Nào nào nào. Ý. 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 Ui ui ui. Ô. Rồi, ok, lại nào nào. Ôi 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 đây đây đây. Woo. Rồi, đây này. Ui. Khá chắc đây sẽ là cái bẫy nha. Nhảy lên lên là chết. Nên là mình sẽ tự tin nhảy vào chẳng ô này luôn. Nhảy vào ô này mới sống được nha các bạn. Mình sẽ hack não nó. Cái game này, cái game này nó đã lừa mình ở 1, 2, 3 chỗ rồi. Chả lẽ lại lừa thêm chỗ thứ 4. Ok, mình sẽ đánh cược. Biết ngay mà. Tao biết ngay mà. Ờ đó. Đọc đúng vị của nó rồi. Đi trên hay đi dưới nhỉ? Câu trả lời là ở trên nha. À, ok. Nếu mà đã đi ở trên như thế thì từ từ. Biết ngay. Rồi. Ôi, từ từ đợt này. Không thể nhảy lên trên được. Chỉ có thể nhảy xuống dưới thôi. Nhảy xuống dưới đáp vào chỗ nào mới là vấn đề. Ê. Ui. 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 Biết ngay. Easy game. Đó. Qua bài không. Bài số 10. À, không có lý nào mà mình có thể nhảy lên một phát vào cái xác gấp ở cái kia được. Mình bắt buộc phải đi xuống dưới. À, ủa này giờ sao đi nữa? Sao mà đủ nhảy qua được? À, nhảy được. Ok. Mấy gai này nhà đây. Rơi xuống hoặc là gai ở dưới đi lên. Cái này là mình không nhảy được. Hoặc đó là gai fake. Ok. Ôi. Từ nha. Nếu mà mình có thể nhảy từ đây qua đây được liền luôn. Nhưng nó không dễ như vậy. À, nó dễ như vậy. Mình thử ra nó có bẫy cơ. Trời ơi, tao biết mày quá mà. Tao biết mà, mày sẽ chơi cho nó. Rồi, nhìn lên đây đúng không? Xong bắt đầu cái gai này nó sẽ phọt lên. Đúng không? À không, nó không phọt lên. Đây còn gì đâu nhỉ? Chắc hết rồi đó, đây là chắc hết rồi đó. Yes sir! Let's go! Khi các bạn dùng não tới 11% thì như vậy đó các bạn ạ. Ê! Bài 11 này ở level Devil có rồi. Mình sẽ chạy đây. Cái gai nó phóng vào tới là mình nấp xuống dưới. Ủa? Tại sao mình nói mà đang mình làm một nẻo nhỉ? Mình là kiểu trong lúc đấy mình đang nghĩ rằng là biết đâu bất ngờ cái gai này nó sẽ đi xuống ấy. Ok, né được. Từ từ. Biết ngay mà. Tao biết mà. Phải có cái bẫy nữa ở đấy. Bàn thứ 12. Vâng. Oh, what the hell. Chưa kịp phân tích luôn. Ok. Cái thằng setup này bây giờ nhìn kỹ dáng nhảy của nó trông ngu ngu nhỉ. Nhảy mà tay rơi ra đằng sau. Vừa cọc đầu mà lại vừa rơi rớt xuống dưới. Qua. Thốn. Đúng thốn luôn ạ. Tức là phải nhảy lên trên này. Ở góc này. Ok, là vừa khít. Đúng chỗ đó thôi. Rồi, đến đây là gai rơi xuống đúng không? Tao đọc cái bài mày quá rồi mà. Nào, rơi xuống đi. Come on, rơi xuống. À, mày sẽ rơi ở ngay trước cái con tài đúng không? Giả vờ nhảy lên này. Íu, xuống. Dăm ba cho đệ tử này. Ê, không, từ từ nha. Ô, không được chuyển này.
Ừ, tất nhiên là phải như vậy rồi. Nó bắt mình là phải rơi xuống là mình phải nhảy ngay lập tức chứ không được. À không, mình phải 14. Sao mình cảm giác rằng là chỗ nguy hiểm này nó mới là chỗ an toàn nhỉ? Còn rơi xuống đây sẽ là chỗ nguy hiểm ấy, à, chỗ an toàn nhưng mà nó là chỗ nguy hiểm ấy. Tức là mình phải về đây. Trời ơi, ghê chưa? Thấy chưa? Đập vị trò chơi, dăm ba trò điện tử này. Tức là như này là mình phải đi đường dưới rồi. Quan trọng là phải canh canh. Oh, mắc kẹt luôn kìa. Ok, đó, cũng gọi là biết được game rồi đấy. Rồi, mắc kẹt à? Bây giờ mình phải đi nhanh hơn một tí đúng không? À, thế vậy là phải như nào ta? -23 rồi. -24. Ủa, sao cái chỗ này mình bị dí nhở? Ok, nhảy thẳng mạch luôn. Rồi, ok. À, tức là phải đi ở trên. Oh, à, hóa ra là phải đi ở trên à. Rồi, sau đó là xuống dưới chỗ nào đây? Đáp xuống ô nào này? Mình có thể nhảy sang tới ô này hoặc là xuống dưới ô này. Ô trên đi, ok. Ô thứ hai, ô thứ ba. Ui dăm ba trò này đấy, quá đơn giản. Ôi, bàn này là có rồi nha, bàn này có ở trong level Devil, mình đã biết rồi. Cái gai ở đây, mình mà nhảy xuống bên trái là nó sẽ di chuyển về bên trái, mình sẽ chết. Đây, mình phải rơi xuống bên phải đó. Cái quả này mới nha, ta phải chạy luôn. Oh, ui ơi, đến đây à? Gai này mày có làm gì, muốn làm gì tao nữa không? Nghi lắm nha, biết ngay mà. À, giờ chỗ này chưa chắc là ổn đâu. Rồi, giờ rơi xuống đâu mới là vấn đề này. Let's go. À, bàn số 16. Ôi, vâng, mình vừa khám phá ra cái bẫy đầu tiên một cách vô tình. Bây giờ sao đây? Đi xuống dưới này, nhảy. Ok. Chiu bo ya. Yo. Hey yo. Ui. À, dăm ba đệ tử. À, bài này là bài đổi ngược cái nút lại. À, đây cũng khá giống với bên lúc đấy nó đổi ngược. Bây giờ này nó lại về lại như cũ. Thế chứ lại. Ok, giữ nguyên à? Tất nhiên rồi. Rơi vào cổng di chuyển à? Sao cái này mọc gai ở đây? Có nên đi vào cổng di chuyển không ta? Hay là cứ nhảy luôn nhỉ? Ok. Rồi đoạn này là phải đi vào cổng di chuyển này. Không đi vào cổng 1 rồi, phải đi vào cổng 2 để nó bay lên trên đầu của con cái quan tài này. Chứ giờ mình nhảy qua đảm bảo là một đống gai ở đây luôn. Thề. Là vẫn đúng mà. Ok, mình đã đúng lý thuyết, đúng công thức, nhưng hơi sai kết quả thôi. Đó. Thế sao đây? Này hả? Ê, cái này tôi biết rồi. Đi vào cổng chuyển kia là sẽ bay lên khoảng đây này, là chết luôn. Nên là phải đi sang ngang. À, đoạn này là các bạn có rơi xuống cổng. Cái đất này nó bị lở, đây nó bị hụt ra. Mình biết, mình đọc vị được nó luôn. Đã từng level Devil cũng có bạn đi trang. Biết ngay mà. Đó. Tới đưa cái đường cổng này này. Đó, mình không nhớ ở đấy rồi. Ok. Rồi, sang trái. Rồi. Này sao ta? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Oh shit. Nếu mình nhảy là sẽ bị nó xiên luôn. Ủa, nhảy lên cũng chết. Ủa vậy thôi hả? Trời ơi, cứ tưởng phải khó hơn chứ. Bàn 21. Wow shit.
À là nó sẽ nở ra ở đoạn đó thôi. Cái cổng này nó lừa mình không? Biết ngay mà, đi mà mình đi tiếp là cái cổng đấy sẽ ám vào mình và mình sẽ rơi đâu đấy chết luôn. Rồi, còn cái lỗ trống ở đây. Mình mà nhảy ngu là sẽ rơi vào lỗ trống đúng không? Đúng không? À không, không sao cả. Chơi một bài đâu đấy tầm một gần 1 phút thì xem quảng cáo hết 15 giây. Lại đổi chiều di chuyển. Nó không hề. À nó có cái đoạn brung ở đầu game, nó cảnh báo cho mình. À, lại cái vị của mày rồi, ok. Cái thang đó nó sẽ đi kiểu đấy à? Ủa, rồi sao tiếp nữa? Là phải bắt buộc đi luôn. Ok, cái số 1 là sẽ đưa mình về. Quên đổi nút. Nào, cho đi nào. Rồi, cái số 4. Ok. Ô, vì chết nhiều quá nên mình đã phải xem quảng cáo. Và phải xem quảng cáo nên là ở giữa bài 22 với 23 không có quảng cáo nữa. Ok, cũng được. Lại đổi nút, ok. Parong. Mỗi một lần đấy mình làm mày đổi nút một lần đúng không? Parong. Ê, đổi nút nhưng mà tao vẫn nhạy lắm nha. Nào. Tìm nữa đây, nữa đây. Úi giời ơi, dăm ba trò chơi điện tử. Bài số 24. Bài này chúng ta có mấy cái lò xo pứng pứng. À, khá là hợp lý đây. Làm quen với cái lò xo pứng pứng. Pứng, pứng. À, đổi ngược nút luôn, ok. Lò xo pứng pứng này có vẻ thấy hơi sai nha. Biết ngay mà. Tao biết ngay mà, thế nào cũng có cái gai ở trên. Rồi, bài thứ 25. Bài này mình điều khiển cái quan tài. Ui. Quá nhiều chướng ngại vật nhưng không sao, vượt qua được đơn giản. Rồi bài 26, nút nủng gì đây? Bấm nút là chạy chậm đi sao? Đúng rồi, nó sẽ phải nhanh lên. Yeah sure. Chắc là như vậy rồi. Ủa nhảy rồi mà. Mình nhảy rồi mà ta. Ok. Đó, một cái. Yes sir. Được rồi, chiến thắng 26 cấp độ là cũng đi được 1/5 quãng đường để hết cái trò chơi này rồi. Mình biết rằng là với cái trình độ của mình thì chắc chắn là giải quyết cái game này nó nhanh thôi. Vì cái quan trọng là mình có cái bộ não phân tích của một game chuyên nghiệp, biết được là cái kiểu làm game nó sẽ tạo ra bẫy như nào, nên là mình vượt qua rất dễ. Thế chứ không có tốn thời gian nhiều lắm. Cái thời gian tốn á là chủ yếu là cái đống quảng cáo này làm mình ức chế và mình không muốn chơi game nữa. Thế nên á, mình sẽ nhường lại cho các bạn, hãy thay mình chinh phục nốt dâu đấy tầm 100 bài còn lại nha các bạn nhá. Chúc các bạn thành công. Tên game mình sẽ để ở phần bình luận và phần mô tả để các bạn tải về chơi nhá. Còn mình sẽ qua bên video này để chơi một tựa game khác cũng thú vị và hấp dẫn không kém đâu. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá. Okay.